Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn là cách làm thịt xào ngon. Những miếng thịt bóng mềm, săn dẻ, giống y như là thịt nướng đó các bạn. Món này thì các bạn ăn kèm với là bún nè hoặc là với cơm tấm thì rất là tuyệt vời luôn. Và để làm được món này thì ở đây mình chuẩn bị là 600g thịt nạc nè các bạn. Phần này là mình dùng là thịt nạc vai và một số gia vị dùng để ướp thịt. Mình dùng là 2 muỗng canh đường cát, 2 muỗng canh nước mắm, 3 củ tỏi và 3 củ hành tím. Ớt ở đây là mình dùng một trái ớt sừng và một trái ớt hiểm, một ít tiêu xay, một ít bột ngọt và hạt nêm. Thì vừa bột ngọt và hạt nêm luôn á là mình dùng là khoảng một muỗng cà phê, một muỗng canh tương ớt và một muỗng canh dầu hào. Bây giờ mình sẽ đi sắc hành tỏi và ớt ra nhỏ hết. Tỏi ở đây thì mình băm nhỏ nè. Còn củ hành tím và ớt thì để chút nữa là mình giã nát ha. Cho nên là phần này mình sắc lớn lớn đi, chút nữa mình cho vô cối mình giã. Và phần thịt này thì mình cắt những lát cho nó mỏng, thật mỏng để mình ướp cho nó nhanh thấm đó các bạn. Hành tím và ớt thì mình cho vào cối mình giã cho nó nát. Rồi sau đó là mình cho hết vô phần thịt. Và mình cho tất cả những phần gia vị hồi nãy mình chuẩn bị đó mình cho vào đây. Đường cát thì mình cho vào đây là một nửa thôi, còn mình giữ lại một nửa để chút nữa mình thắng cái phần caramel cho cái màu nó đỏ đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Sau khi trộn đều xong rồi thì phần này mình để ướp ít nhất là khoảng 30 phút rồi mình đem lên mình xào. Có thời gian thì các bạn để 1 giờ hoặc là 2 giờ luôn cũng được ha. Mình để càng lâu thì những miếng thịt này nó thấm nó ngon hơn nữa. Rồi trong thời gian này thì bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị pha phần nước mắm và mỡ hành để ăn kèm với món bún thịt xào này. Mình dùng là 50g hành lá, 150g mỡ heo, 150g đường cát và 150g nước mắm luôn. Lượng đường và nước mắm thì nó ngang bằng với nhau. Phần nước lọc thì mình dùng hơi ít hơn một chút ha, là 100g, 40g tỏi và 40g ớt. Ớt thì mình dùng là 2 trái ớt sừng và 2 trái ớt hiểm ha. Nếu như mà mình thích cay nhiều thì các bạn dùng là ớt hiểm hết. Và sau cùng là một trái chanh tươi. Rồi bây giờ mình sẽ đi nấu cái phần nước mắm trước. Cho hết 100g nước vào nồi. Và cho 150g đường cát vào đây. Phần này thì mình mở bếp mình nấu sôi lên. Khi nào mà cái phần nước này nó hơi rút xuống một ít á các bạn. Các bạn cảm thấy nó có hơi cái độ hơi keo keo á. Thì bây giờ mình sẽ cho phần nước mắm vào. Rồi các bạn ăn được bột ngọt thì các bạn nêm vào đây một ít. Còn mình ăn không được thì mình khỏi ha. Mình dùng một lượng ít thôi. Cho nước mắm vào thì bây giờ mình sẽ nấu với mức lửa nhỏ thôi. Khi nào mà cái phần nước mắm này nó sôi lên là mình tắt bếp được rồi. Nước mắm thì mình đừng có nấu lâu ha. Rồi lúc này là nước mắm nó bắt đầu sôi lên rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp ha. Mình đổ hết cái phần nước mắm này ra. Cho cái phần nước mắm này nó nguội nè. Rồi mình mới cho phần tỏi ớt băm vào đây. Tỏi ớt thì mình băm nhỏ nè. Hoặc là các bạn giã nát cũng được. Chanh thì mình vắt mình lấy phần nước cốt. Tỏi ớt mình đã băm nhỏ rồi đó các bạn. Và phần nước cốt chanh nè. Mình cũng vắt ra được có khoảng là 3 muỗng canh đó. Thì phần nước cốt chanh thì mình cho vào từ từ thôi. Cho vào đây là khoảng 2 muỗng canh thôi. Để chút nữa mình nếm lại mà cảm thấy nó ít chua thì mình cho thêm ha. Vừa tỏi vừa ớt luôn là khoảng 3 muỗng canh. Thì mình cho hết vào đây luôn. Phần này thì các bạn trộn đều lên.
Trộn lên xong hết á thì các bạn nếm lại thử nè, cho nó phù hợp với khẩu vị của gia đình mình đó. Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ đi làm phần mỡ hành. Các bạn chọn cái chảo cho nó hơi dày dày ha, để mình thắng tép mỡ cho nó được giòn. Rồi lúc đầu á thì mình để với mức lửa lớn ha. Rồi lúc phần mỡ trắng này nó ra dầu rồi đó các bạn, thì lúc này thì các bạn để với mức lửa nhỏ thôi ha, cho nó tớp lại từ từ đó. Rồi khi mà các bạn thấy nó tớp lại hết rồi nè và nó chuyển sang cái màu vàng rồi đó, bây giờ mình sẽ tắt bếp nè, mình sẽ đổ vô phần hành lá này, mình sẽ vớt cái tớp mình cho vào đây ha. Tớp mỡ mình cho vào phần hành lá này thì ăn rất là ngon nè, nó ăn vừa thơm mà nó có cái độ giòn nữa. Ăn bún thịt xào hoặc là cơm tấm thì có phần mỡ hành này thì rất là ngon luôn. Rồi phần thịt này nãy giờ mình để ướp được là khoảng trên 30 phút rồi đó. Lúc này những miếng thịt nó thấm vào phần gia vị rồi đó các bạn. Rồi trước khi mà mình xào thì bây giờ mình sẽ trộn đều lên trước. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho một ít dầu ăn vào chảo nè. Một muỗng canh đường cát còn lại thì mình cho vào đây. Rồi mình mở bếp lên, mình nấu cái phần đường này cho nó chuyển sang cái màu đỏ nâu đó các bạn. Rồi tiếp tục là mình sẽ cho phần tỏi vào đây. Tỏi vừa thơm lên đó là mình sẽ cho hết phần thịt vào đây mình xào. Và phần thịt này thì các bạn xào với mức lửa lớn ha. Và mình cũng không có cho nước vào đây luôn. Mình xào một lát là phần thịt này nó ra rất là nhiều nước. Đó lúc này là thịt nó ra rất là nhiều nước rồi nè các bạn. Các bạn nhớ là mình để với mức lửa lớn ha. Và mình tiếp tục mình xào đến khi nào mà cho cái phần thịt này nó rút hết cái phần nước xuống là thịt nó chín ngon ở đó các bạn. Rồi lúc này thì phần nước nó rút cạn xuống hết rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp được rồi đó các bạn. Và cho một ít tiêu lên nữa cho nó thơm. Cho tiêu vào mình trộn đều lên nữa là xong rồi. Đó, nhìn hấp dẫn ghê không? Món thịt này thì các bạn ăn với bún nè, hoặc là mình làm cơm tấm ăn cũng rất là ngon luôn. Nó cũng không kém gì so với là thịt nướng hết đó các bạn hãy làm thử ha. Rồi phần thịt này thì mình sẽ ăn với là bún tươi nè và phần rau sống. Cho một ít giá sống vô nè. Nếu như mình ăn giá sống không được thì các bạn dùng là giá trụng ha. Phần giá này thì chút nữa mình chan phần nước mắm vô là nó cũng xèo lại hết à. Cho nên là mình sẽ dùng với giá sống. Và phần rau thơm, dưa leo nè các bạn. Rồi gấp phần thịt lên, đó nhìn rất là hấp dẫn luôn. Cho mỡ hành lên nè và đậu phộng rang nữa. Chan phần nước mắm chua ngọt lên. Đó như vậy là xong cái tô bún thịt xào của mình rồi đó. Thì thông thường là thịt xào cái màu nó tái mẹt à các bạn. Nhưng mà các bạn xào theo cách của mình đi. Món thịt này thì ăn nó có cái độ mềm nè, dẻo nè và thấm vị rất là ngon. Ăn cũng không kém gì so với là thịt nướng đâu các bạn. Các bạn hãy làm thử ha. Rồi bún thịt xào này thì khi ăn thì mình trộn lên nè. Phần giá này thì các bạn cho ở dưới đáy. Nó gặp nước mắm một hồi là phần giá này nó xèo lại hết à. Thịt xào này ăn với bún thì rất là ngon. Ăn nó có cái độ mềm mềm dẻo dẻo. Vì trong phần thịt nó có xen lẫn với những lớp mỡ đó. Rồi tép mỡ này thì ăn thơm giòn nè. Ăn với bún nè hoặc là với cơm tấm có phần mỡ hành này vào thì nó tăng thêm độ ngon nữa đó các bạn. Và như vậy là cách làm thịt xào ăn với bún cũng như là với cơm tấm của mình đến đây đã xong rồi. Các bạn xem mà có yêu thích thì các bạn cho mình một lượt like, một lượt đăng ký. Và khi đăng ký thì các bạn nhớ ấn vào cái chuông luôn. Để khi mình đăng video mới thì các bạn là người đầu tiên để nhận được thông báo. Và cũng như là để ủng hộ cho kênh của mình luôn đó. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.